Rồi, dạ mình ăn đi chị, ăn tự nhiên đi em làm cho. Dạ. Dạ rồi, để ly ra ngoài Yến. Dạ đang bưng lên cô, đợi xíu nha. Dạ. Dạ mắm me nước màu đen đen đó chú. Dạ nâu nâu á. Dạ màu nâu nâu. Dạ. Rồi ok. Mắm trong thôi, mắm không được có phai chứ. Dưa ớt. Dưa mỡ ớt đi. Dạ. Ớt nào cay rồi. Cái này ngon lắm nè. Quảng cáo cái này là lươn ôm gì? Lá gì vậy? Lá cách hả? Dạ lá cách. À, nè đặc sản của chỉ có chỗ dòng dòng gì? Dạ gáo dòng ạ. Cái này ngon lắm á. Ở gì quê mới ăn nè. Nè anh Vinh nè, đưa cái đuôi nè, ăn cái đuôi đi, đặng bổ đuôi.